tính mình giòn vậy. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Hôm nay là mình làm cái nếp nướng bán cả nhà ơi. Thì sớm giờ viền đã hấp sôi rồi nè. Cái đầu cái mình nêm nếm muối, đường với nước cốt dừa, rồi dừa xác nữa. Mình trộn vô cho đều hết trơn luôn. Mình đổi mình lấy cái này đó. Đi được cái đó. Rồi bắt đầu là chuối viền cũng ướp đường muối với lại dừa. Hôm nay là làm chuối nếp nướng bán vào buổi trưa. Chuối lùng lùng không à? Chuối này trái nó hơi nhỏ. Nó lùng. Nhưng mà muốn nuôi mọi. Hôm nay thì có bác Năm, bác Chính với lại ó vẻ đẹp và bà Vlog mần phụ về. Mình phụ mình phải mua. Phụ thì ai không phụ thì mua một trái, còn ai phụ thì mua hai trái. Phụ phụ ok. Phụ không có mua. Phụ thử hơi no rồi mua chi nữa. Ai phụ là hai trái nha. Thôi đi về. Nghỉ phụ. Phụ không có mua hai trái nè, nghỉ phụ. Giờ là mình sẽ quấn trái chuối lại cho nó chặt cả nhà. Lúc lát nữa mình nướng nó không có bị bể. Bảy thì căng nếp luôn. Ví dụ như một trái là 100 gram là 100 gram. Khỏi ai trăm rưỡi là no nha. Trăm rưỡi là quýnh. Con mắt giờ kỹ lấy giờ cha đó. Chăn hồi cái đuôi cái thiếu là quýnh đó. Cái đuôi cái thiếu là ca hay, cái ganh tị lần nào lên cũng la khi tắt. Tư này kỳ cục. Làm tao quê. Trời ơi, ca hay người ta kêu đấy cho cha không hay người ta mới tư tắt. Quấn xong hết rồi nè ông bà cô chú ơi, giờ hai thím cháu đem ra đây nướng bán nha, chỉnh sửa lại bà ba ơi. Đèn với xẹp lép xẹp léo hết trơn rồi nè. Từ nở quạt chuối. Quạt từ nở quạt chuối chân đó. phải à, từ nở quạt chuối nha, không cần quạt tôi, quạt chuối thôi. Cái này là mình nướng với lửa than, quấn cái này á để cho nó gáo chuối. Gần tí xíu nữa nó vàng cái nó khô chứ chuối lại nó ngon. Cái này là chuối nếp nướng. Lá dứa mà lá dứa ít quá dứa thì ít nó hình nó lớn là lợ. Nhưng mà nó thơm là được rồi. Nó giòn rồi. Chuối nướng nè chú Hải. Ủa trời, sao tôi mời ngọt ngào quá vậy trời. Chưa có chuối này bán ta. Chưa có chuối mà mời hoài chắc hồi bị quá chuối quá. Chuối nè giám đốc. Đó. Chuối nướng ngon lắm. Đó có chưa? Mời đi dặn trước đi là mình ship tới chỗ. Đã nói hồi nãy là chú Năm nói là cái này là tôi đổi cái này nè. Vậy hả? Rồi để đó đi cưng. Cảm ơn cưng. Hai chục. Ship lại đây đó và 20 đi. 5 cái đi 20. Đúng rồi. Bán có 4.000 cái à. Rồi. 4 trái chuối với lại 2 miếng kia là 20.000. Ok. Trời ơi, mới bài ra thôi. Trái chuối nó gáo là mình lấy lá ra được rồi đó ông bà cô chú ơi. Đừng để đen quá cái đầu cái nó dính. Ngắm đen, ngắm đỏ. Nó dính lá vô trái chuối nó không ngon. Nè. Gáo. Bởi vì có tỳ nữ đang đàng hoàng chứ. Tỳ nỉ. Quạt cái tỳ nỉ. Mình phải quạt nhẹ nhàng, không có bụi. Cái quạt mạnh quá bụi lắm. Quạt cho nó có lửa lên cho nó mang qua tỳ nỉ. Chuối nếp này là mình có để lá dứa vô á, cái nó có hơi màu xanh xanh. Ui nó còn đó. Thấy không? Vàng là. Cực kỳ luôn. Chưa trái này chưa, cho xíu nữa đi. Trái này được chưa? Nó ngon cực kỳ. Cái nào quên quên cái nó ngon. Quên quên hỏi khét luôn. Chó này con bề nữa mới được. Đâu rồi Nhân, đâu rồi Mọc, đâu Nhân ơi. Nhân ơi, Nhân bọng vỏ rồi kìa bảy. Nhân nãy giờ đảo xe vòng vòng đây nè, giờ là qua đâu rồi. Ai có chuối mua nha. Để thương hơi mấy trái. Mấy trái? 4.000 trái. 3 trái 12.000. Cho Nhân 3 trái luôn. Vô giỏ sách. Đây là sao ba? Mấy trái chú Năm? 3 trái 12.000 luôn. Yeah. Ơi bà ba thật tiện lá rồi bà ba. Tiện lá đi. Trái nào cũng cặp đi. Trái nào cũng cặp thế rồi. Trái nào cũng cặp đi. Để vô bồng rồi. Đỡ rồi. Nè, của Hằng Nhân mấy trái? 3 trái. 3 trái. Rồi đây 3 trái 12.000. Cảm ơn. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Có.
bà 6 năm trái mạnh dữ. Bởi vậy ai cũng lại mua 5 trái hết. Nè cho 3 trái cho chú 5 trước cái đi. 3 2 2. 3 trước đi. 3 hả? 3 trái không có bắt nào. Dẹt ngon. Dạ rồi, đây 3 trái 12.000 luôn. Cảm ơn chú Năm. Tới 5 trái bà 6. Cái này á, nó có một cỡ một à. Mà nhiều tai nắng quá cho nên trái dài trái cục sẽ nhiều chứ không gì hết. Trái này được luôn rồi nè. Căng căng mới được nữa. Ui 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 ui. Nó cục lúc nào mới nhỏ thôi. Cái cành quá hợp. Trời ơi sao tỏ khổ cho con dữ vậy. Để ở đây không để đâu. Giới chi. Cái này thì cho nó vàng. Chui nướng hôn. Bà có ới rồi gao phải ghét à. Giao đã mời một cái người không hay không biết. Rồi nó không bữa hàng. Bữa hàng ế chết luôn. Bởi vậy. Hai bà sao? Còn may mắn quá ha. Bà Sáu, bà giờ bà Sáu ơi đi xuống dưới kìa. Đủ chưa? Không hả? Chưa đủ mà. Cảm ơn bà Sáu. Đưa tiền chưa đây. Đủ mà. Gửi được phải không? Được không? Gửi được. Được được thì bà Sáu ngồi chơi lát đi bà Sáu. Đi gửi nha. Gửi cho anh Tí. Con gửi anh Tí với. Rồi gửi nữa bà lấy tiền bà xài luôn nha. Nhiêu mấy trái? 20.000. 20.000 bà Sáu trả tiền giùm đi rồi chút nữa bà Sáu lấy lại. Trả tiền trả có gì đâu. Ừ. Là bà Sáu giao giùm á bà Sáu lấy tiền. Lấy dặn hả? Dạ. Nói đi ngang 9 9 1. Trả luôn mà trả rồi gì đâu. Tối là tiền gấp cho cái này nè, cái này nè, cái này được rồi nè. Bạc lát không à chứ không gì. Rồi trái này được rồi nè. Bánh của tao còn để riêng. Không của anh Tý, anh Tý có bánh nếp, bánh nếp, bánh vuông này nè, không có lộn. Này hai trái nữa với hai cái bánh nếp phải không? Nãy lỡ hứa rồi. Thì mình bán. Cái này khác gì vậy? Dạ không, đâu khác đâu, đâu có đâu. Ừ, đâu có đâu, thôi dở lên đi thầy. Để yên nó đi, đừng nhúc nhích nó. Gáo gáo đi, nó muốn lội. Để yên nó đi. Nó không gáo đâu, chưa chân lộn. Này là hai trái này nữa là được rồi nè bà Sáu ơi. Lộn sớm quá nó. Con quay đầu nó lại cái nữa đi. Lộn sớm quá nó bị. Nè, đó từ trước đi. Dạ rồi. Cảm ơn bà Sáu luôn nghe. Ờ, giao giùm mất trả tiền nữa kìa. Giao giùm mất trả tiền luôn. Khách tiền. Hết lá. Nó có túi rồi nè. Con hai túi nè. Hai túi nè. 3 giờ vô 2. Nó rời tế rồi. Hai đừng lấy nhét vô túi con. Rồi bà la con việc con quay. Được rồi ha. Mà nhét vào con em vu luôn á. Được rồi ha. Một đi trời ba mà đứng một à nó một miếng là ăn trái chuối nữa phải không? Ừ, bốn trái với hai miếng hả? Bốn trái với hai miếng. Tao bán điều này thôi tôi nghĩ đi về không có mua đó là tại tại vì biết sao không? Ê tao mua cái ham bán mà lợi nhuận luôn trời. Tại lỡ tao lỡ tao lỡ dạy hơi dạy trai xíu cái bắt đầu không nhớ cái gì hết. Ồ kìa đó, nhìn xa xa trai đẹp của tôi kìa đó. Ừ. Đẹp quá nhà. Ngồi đây mà cứ dòm đẳng trai dòm đẹp đẳng không à. Thôi chết, trai đẹp đó với tôi đó. Trả đó. Rồi, chín luôn rồi đó. Ăn có vợ chưa? Ăn chưa chồng nữa. Đây. Đây, hai cái bánh nếp. Cái gì rồi, xong phải không? Xong. Cảm ơn, rồi, cảm ơn bà Sáu nghe. Lấy 20.000. Anh mở hàng cái bán rẻ cho anh cái đi. Thông cảm. 20.000, bà lấy lại 25.000 bà lại. Giấy quấn rồi, hết giấy quấn rồi. Ủa giấy đâu? Mẹ mẹ lấy cái bọc giấy á mẹ. Đợi chút nha bạn. Bạn chọc lên chuối đi. Chuối rồi. Hết lên chuối rồi. Chọc lên chuối đi. Ừ tắt máy đi, đợi chút. Miễn mình nổ máy nó không có ngon. Tắt nó đi ngon. Đâu của mình kìa không lo lo chở người ta hoài. Của mình cái nghe cái ngầm. Ha. Nổ máy thì luôn. Cái này là cặp máy bẫy. Sao tôi nhiều không quá vậy không biết. Tiết kiệm. Tiền nỉ mà tiền nỉ. À, tiền nỉ đưa cái quạt cái tiền nỉ nực quá. Quạt mình nha, chứ quạt chuối nó khác, chuối nó la. Mình quạt của bên mình thôi nha.
Nóng, 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 nóng. Má chú em mới gì vậy? Quá vậy. Trời ơi, phục vụ này có bỏ không được rồi, đuổi việc kéo bà ơi. Chắc đuổi việc sớm quá. Tới già như chị đi không biết. Còn muốn gì nè, không có làm chủ được. Nè, chị ơi. Ba. Bốn. Con nhỏ này nó miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa. Có ai đang thế? Trời ơi, mò từ hừng đông tới giờ hết trơn. Rồi, năm. Xong. 20 ẻm. Rồi, cảm ơn. Ngon miệng nha. Lần sau mình lại gặp lại nữa nha. Bye bye nha. Rồi khách đi rồi còn nữa rồi xé. Xé, khách rồi khách đi luôn. Chỉ rồi. Ba trái ha. Ba trái, ba trái, ba trái chuối, ba trái chuối. Lấy bọc đựng chuối. Ba trái chuối. Cái khâu này mà sao tôi quên hoài ta? Bởi vì ới mẹ luôn. Không xé ra luôn chả. Thôi không, nghỉ luôn đi. Giờ sang rồi. Cho con lá bác Nam. Đây nè. Lấy lá đi. Lấy lá đi. Lá này xé rồi lấy này đi. Lá xé rồi phải không? Đây. Đây hai đây con xé luôn. Tự nhiên cái tôi bị ế tròn. Đây một cái nữa. Ta xé rồi đấy, hết này đi. Đây, mấy cái. Có quạt mó cái bật máy là phụ quạt mò. Cái quạt mò. Ba trái. Dạ 12 ngàn, 4 trái là 16 ngàn. Ừ. 4 trái luôn ha bà. 4 trái luôn. Dạ, cảm ơn bà. Yeah. Chị ba có thích ăn nếp không, nướng không? Hả? Nếp nướng hả? Nếp nướng không là chị ba. Hình như cái miếng nó đen thùi rồi bà ba ơi. Thế nào? Cái miếng mà mới gõ cái cốc á. Miếng nếp á. Để nào xấu mình đứng ba đi, có sao không? Trời ơi. Đây, con gửi ba. Đó rồi, chú chào. Cảm ơn ba nhiều. Lâu lâu mới gặp được ba. Dễ gì? Chính hai trái đúng không? Úc không? Dạ. Úc hai trái nữa là bốn trái. Ô mấy trái? Ba trái. Ba trái nữa là... Bảy. Bảy trái. Bác Năm hai trái, bác Năm. Bảy trái nữa là chín trái. Bảy mấy trái? Có thịt nướng không? Có, lá là khéo thật tôi nướng tôi bán bà luôn. Có luôn, bán luôn. 9 trái vậy hả? 9 trái. 10 trái. Rồi vậy là 10 trái phải không? Điếm ơi, còn tôi bán bà ơi. Còn mấy trái là bán chứ không vậy chân á. 3, 6, 8. Ủa cái này còn 20 trái lần bơi. Ừ, không, lặn lát nữa. Không có bán cho ăn lửa. Chị mấy trái chị? 2 trái. Là 12. 3 trái, 2 trái, 2 trái. 3 trái 12.000. Chú Linh. Vàng nè. Vàng phải không? Nè mấy vàng vàng. Vàng hết rồi. Bán chiếu có tiền thối luôn. Rồi, xếp rồi sấy rồi. Xếp rồi sấy rồi. Đây. Rồi trong đó còn lại 2.000 người ta nữa. Đồi hết rồi. Rồi, cảm ơn chị. Trời, hẹn gặp lại lần sau. Hẹn gặp lần sau. Chị ngon miệng. Nhiều trái. Dạ 4.000 chú Ninh. Nước trâu nghĩ vẻ đẹp chỗ khác đen luôn. Đâu? Ủa, đi hả? Đi mượn tiền này. Mượn tiền. Rồi mua thiếu đi, giờ chú nói đưa tấm 500.000 đi mấy người tôi hồi lại. Vậy đi. Ơi, chú nướng này dép. Ủa sao kỳ vậy? Ta trả rồi, chắc cái gì rồi đó. Chắc bị gì rồi. Bà tỷ có vấn đề rồi. Không, hết luôn á. Nãy trả nhiều lắm này. Thì hết luôn hai người đó, tỷ với mày con cọc mà. Nó bị trả mùng mà em mời mua chuối mà sao nó chầm dành vậy ta, thằng này nó không được rồi. Cho nên hai trái. Bữa bắt con bằng cá đó. Đây, chú Ninh Hà trái. Trời ơi, mọi cá mà ngọt lắm mắt hai anh. Yeah. Sao anh dòm em đứng hình vậy? Anh mua đi rồi anh chở nên hốt hết trơn lên xe. Bỏ cảm ơn chú. Bác Năm hai trái phải không? Cho bác Năm vô luôn. Cảm ơn chú, nghe chúc chú ngon miệng nha. Hai trái, hai trái. Dẹp bọc đó kìa. Dẹp bọc hai trái với nít là 10 ngàn. Nít 2 ngàn. Đáng vậy đó. Mua 4 trái thì 2 ngàn. Vậy là chó giống vậy đi. Ôi trời ơi, vậy đi. Tè à, đó có khét liền. Khét có khét. Sao cây giá sao cây giá? Rồi, cô bạn Năm. Miếng. Ủa, miếng nếp một bạn sao gấp chỉ 2 miếng dữ trơn? Ừ, lỗ nữa rồi, bán lỗ nữa rồi.
Dạ. Cảm ơn bác Nam. Ờ, nhắc lại bị quả rồi. Bộ nó bắt ấy. Ơi. Chú Hải về rồi. Chú Hải về tới rồi. Trời, trời chặn đường. Trời ơi. Dán quạt quạt lên giấy đây, quạt 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 quạt. Mấy trái chút. 4.000, 10.000. Hai trái với miếng nếp ha. 2.000 miếng này đây bán 10.000. 600.000 chuối. Đây, bán hết luôn. Trời ơi, bán hết chưa được 600, nó bán không có 600 mình lời dữ người ta. Hai trái. Ờ, với miếng luôn đi, chẳng 10.000. Hai trái với miếng. Miếng nếp. Ờ. Dạ. Về không có nhân. Ngon gì hả? Phải khác không? Lựa cái khác cho anh cho dưỡng đi. Nè, trái khác nè. Ừ. Được không? Ừ, ừ cho dưỡng đi. Đừng lại đặng nó bán cho cô khác dữ rồi nói mình lên nha. Ừ. Không có, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Không chứ không ai ai cũng vậy. Đây. Rồi, cho con gửi. Cảm ơn chú. Chúc bạn ngon miệng. Bye bye bạn, hẹn gặp lại lần sau. Là tôi sợ rồi. Trời ngon. Trái này cho ó nè. Rồi nè, tới của ó nè. Cái này chở nó ngoài đấy nó. Rồi. Lôi ra hè hả chị Tư? Về hả? Chiều nay đi gãy không? Không. Không, chiều nay Tư không có đi rồi. Gì 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 ba lỗ ba lỗ em đổ 3 lít nè bốn có bể đạn á thì cái gì bể cái đạn cổ á dục đi cái loại đạn ngay chỗ cái kiếm này nè nó bị bể hết nó nhắc đó đây của hai trái với con có cái dĩa đạn ngay đó đó nó bể hết là rồi một trái gan người ta bị tai biến gì đó hoàng cho đấy gì đắp vô đây trên nó chắc rồi. Lấy cái búa. Lấy cái búa là chắc liền. Đem ra đem về không. Được, cái túi tiền bỏ qua đây 10.000 ơi. À, đây. Nó hồi tiền nó dĩ trời. Hồi chú cưng tiền mới luôn nè. Nè, một miếng nữa là 10.000. Rồi chúc ok. Miệng nha. Bye bye. Rồi bye bye ó. Hẹn lại lần sau. Cảm ơn ó nhiều. Đem cái dừa theo luôn. Nếu mà có đem cái dừa theo luôn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. 10.000 nữa ha chú. Vậy là lấy làm sao? Muốn bán sao bán? Hai trái chuối miếng nếp. Hai miếng nếp trái chuối mình nữa. Vậy ha. Con gửi. Hai miếng nếp trái chuối. Vậy là miếng nếp này là khoái rồi. Nếp ngon. Nếp ngon. Hương vị ngon chuối nữa. Vậy hả? Vừa ăn nữa ngon. Còn chuối ngán lắm chứ. Chuối ngán. Ý là trái chuối nhỏ đó. Đưa cho Ngọc đi bảy. Trái một hả Ngọc? Ngọc trái một à. Đây của con này Ngọc. Bảy hồi lại 1.000. Mua hai trái đi con. Đây 1.000 cho con nè. Cảm ơn nha con. Rồi, cảm ơn Ngọc nha. Muốn trái một ạ. Cái miếng nếp này nó chưa có vàng chú Hải. Cho bụng cho. Chút xíu nữa được không? Dạ, chờ. Tí đi. Tí đi ha. Gì? Vậy ha. Có không vàng nó không vàng. Ai, cái này mà ngồi chờ. Nếu chờ rồi. À, lã này... 8.000 à? 8.000. Miếng nữa đi. Chuối. 8.000 đủ rồi. 10.000 lắm. 10.000. Thêm miếng. 10.000 đi. Lấy đi. Vậy hả? Trời ơi, bó luôn. Cảm ơn chú nghe. Tại chắc này là chú gấp rồi. À, bù lại cho chú. Đây. Rồi đây 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 cho bà hai luôn. Này là nóng nóng như lửa luôn. Chín hai trái có hai trái luôn. Mẹ ăn chú nướng không? Nhiều trái. Dạ 4.000. Cho bà hai đi. Đây, cái này mới chở. Mấy trái bà? Hai trái thôi. Bà ba chờ con chút được không? Được. Cho bà ba trước hay chính? Bà ba trước đi. Rồi. Bà ba mấy trái? Bà ba hai trái. Mưa hắt nhìn lên đầu trời bầu trời kìa. Mưa hắt có như mưa bụng trời khô quang. Đây. Để ta bán trời ca hồi mưa tới nhiều mấy dạ 8.000 thôi mà hồi lại cho mẹ 2.000 bò lại mẹ 2.000 đây rồi cảm ơn bà ba cảm ơn mấy dạ để mưa tới rồi chúc bà ba ngon miệng.
khí hậu ở Việt Nam mình nó nóng. Khí hậu ở Việt Nam nó rất là nóng. Rồi ông hút mấy trái? Hai trái thôi. Hai trái với miếng thì 10.000. Chưa vàng được không? quạt lên quạt lên bán miếng cho ông Út nướng không kịp vàng, nướng không kịp vàng ra cho ông Út ngồi. Còn ông Út muốn đứng thì ông Út đứng đi chờ xíu nha ông Út, cho nó vàng vàng đi cho nó ngon. Út ơi, để nó trắng quá nó ngon. Xích đẳng ông Út, để nóng nóng ông Út. Ông Út ăn thử trái rồi nè. Rồi làm không con trái à? Con trái đi. Làm trái ăn liền đi, mì ăn liền đi, chơi mì ăn liền ngồi ăn luôn. Hỏi thòi bán 10.000 luôn á. Mời ông Út. Nóng không Út? Nó bụng rồi, cỡ nóng nhiêu nóng. Hai ở ngồi nãy giờ chứ ăn được trái chuối nữa. Ngon ha, trái này ngon nè. Giờ này á, nướng lửa than á, ghiêu gì nè. Hộp giòn. Vừa vàng, vừa ấy, vừa béo nữa. Này làm nước cốt nhiều á. Cái nó bấy. Ông đó mời bà. Đó, ông đó mời được đó. Nó mời không ăn. Mua trái chuối nướng tặng lít rượu. Không. Mua trái chuối nướng tặng gà nướng. Thấy không? Lít rượu kìa, mua trái chuối mà tặng lít rượu mà còn không mua nữa đó. Dữ dằn. Ai là 4.000 trái. 4.000 trái mua mấy trái? Hai trái. Trời hai trái. Còn bắt Út 2 trái nữa nè trời. Ừ đủ rồi. Thôi còn dư nữa mẹ. Ừ bán cho năm nổ nó 2 trái đi. Cưng ngồi đó đi, chị giao tới chỗ cho cưng. Còn 4 người 8 trái, còn này 2 4 6 8 10 trái nữa, còn dư 2 trái. Nè, 1 trái. Nè, cho lấy cho vàng cho nó đi. Ừ. Trời, nó sợ tôi giao tới chỗ. 2 trái rồi. Này cố đỉnh trước. Có cho chú Năm trước đi, cho chú Năm trước đi, cho ông đi vô đi rồi tới áp công Út nè. Ông Sáu. Dạ chú nướng. Dạ 4.000. Còn không? 2 trái cuối. Bốn. Ta 2 trái. Rồi hết luôn. Dạ ok. Hẹn gặp lại. Bóc. Đang hẹn khách từ lội lần sau. Lần sau mình bán nhớ ủng hộ nữa nha. Nè. Chị ba chờ em chút nghe. Ông dạ, Út vô chưa? Chưa. Chưa, ông Út ngồi chờ con chút nghe. Đi vô trước. Chịu nổi không? Rằng gấp. Nè, cái này đi. Rồi. Cháu còn 2 trái nữa hết rồi. Cháu 2 trái nữa. Nè, ông Út 2 trái nè, bà Đồng 2 ông trái. Ông Út còn có 1 trái à? Còn 1 trái đó, còn 2 trái đó. Ừ. Bà Hồ Đồng 2 trái, bà Hồ 2 trái nè, còn 3 trái bà Lửa nè rồi. Ông Sáu chờ con chút nha. Rồi. Nè, ăn trái được rồi nè. Trái này được nè, ông Út vô luôn chưa? Trái này luôn nè, được nè. Nè, ông Út vô ha. Rồi. Tao ngồi chút nữa. Rồi, ngồi chút nữa không? Đưa ông Sáu 2 trái đi rồi. Rồi, cho ông Sáu trái này luôn. Rồi có ăn rồi rồi. Sáu rồi. Dạ rồi. 2 trái cho ông Sáu. Cái này còn gửi ông Sáu. Nói nhiều chuyện. Thôi đi. Rồi, cảm ơn ông Sáu nhiều. Rồi ông Út ngồi chơi chút xíu nữa nha. Cái miếng này có rồi nè. Còn vậy là ông Út, ông Út 1 trái nè, chính 2 trái với bác Út 2 trái nữa là hết luôn. Vừa nghiến, 7 không có trái nào hết. Đếm tiền. Mình đếm tiền cái đây. Thế để bán cho bỏ ba trái. Ố bà Lửa mà không có bán quá. Còn mấy trái nữa hết rồi. Hồi nãy trong giỏ sách mình có tiền không? Không. Nãy giờ không có thổi tấm nào chứ á. 1 12 3 3 4 4 làm 10 đây nè, còn tấm nè. Đếm tiền mà 2-3 người đếm. Mà đó là đừng có lấy tiền đó mua chuối tiền. Dạ. Mà đi gói đếm đếm đó nha. Để đếm tiền gì không mà hơn. Còn chuối đâu đếm. Ủa còn chuối đâu mà bán. Hết à? 19 bả 10.000 đưa bác. Bả đưa 10.000 đi chẳng 30. 19, 21. 21 rồi. 21 dưới này 6 nữa. 21, 16, 21, 21, 216 ngàn. 16 ngàn dưới bác Út 8 ngàn nữa. 24 ngàn. Đâu lấy 8 ngàn đưa đây. Ừ, thối lại 2 ngàn đi. Là nhiêu? Đủ chưa?
224 ngàn nếu mà mình tính ra thì nằm tầm lời chắc cũng được 60 ngàn ạ. Cái người thu vô là cũng phải 100 ngàn. Tiền ơi, lâu lâu á mình làm chú nếp nướng bán không bà cô chú, quá trời đắt luôn, là nướng không có kịp bán luôn á. Thì thôi giờ nó cũng hết rồi, Duyên xin tạm dừng video tại đây nghe. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ, và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.